biển Cạn. Hiện tại bây giờ Tổ Nhỏ đang có mặt ở khu vực bãi biển thuộc phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. Ở đây phải nói có rất là nhiều cái phong cảnh nhìn mê lắm cô chú. Những hàng dừa nghiêng ngả hướng ra biển ha. Ở trên đây có một cái quán cái gì à, Pin Apple gì đó. Đó, khách du lịch đến đây người ta cũng rảo bước trên cái bãi biển này ha. Ở phía bên đây thì Tổ Nhỏ thấy có cano nè, cũng đang chạy nè. Rồi cũng có bà con mình đang giăng lưới. Rồi khách du lịch người ta đến cũng đang chụp ảnh bên đó. Bây giờ mình qua khu vực bên đó quay lại ha cô chú ha. Ồ, bên đây cũng có, không biết resort này là tên gì. Phía trước có mấy cái máy chia nè, có mấy cái hàng ghế, đâu có giường nằm nữa, người ta để khách du lịch đến để trải nghiệm. Tuyệt vời lắm. Tút bên kia luôn. Ồ, khu vực này gọi là khu vực VIP luôn cô chú nha. Là khu vực mà Hàm Tiến á, người ta thường đến đây nghỉ dưỡng á, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài á. Bên này có chú đang kéo lưới lên. À, một lát nữa thôi ha. Cũng chuẩn bị lên bờ á. Biển Cạn á, dọc ven biển á, mình sẽ bắt gặp được những cảnh cô chú anh chị bà con ngư dân sống xung quanh biển á, người ta sẽ đánh bắt cá. Mùa này cá đối á. Ngoài kia ở đâu tự nhiên Tổ Nhỏ thấy có mò bốn cô chú người nước ngoài, người ta giống như là ở dưới biển mà mới mò lên ấy. Đó, chuẩn bị cá lên ha, cá lên là mình cũng khẩn trương ha, tại vì nó sẽ xảy đó. Nhịp nhàng, nhẹ nhàng lên ha. Đó, chuẩn bị lên ha cô chú. Có thể là cá đối ở mùa này ạ. Rồi, lên. Ở các cái khu vực nổi tiếng như thế này, nghỉ dưỡng như thế này mà bắt gặp những cái hình ảnh các anh trò rồi xong rồi thất bại rồi, thất bại rồi cô chú ơi. Cô chú người nước ngoài đến đây nghỉ dưỡng đông lắm, có một cái cằn nè. Ồ, cá này xương nó cũng cứng đó, ha, cầm lên không để ý là nó đâm vô nó, tay mình nó hơi đau á. Chọn cá này nó màu sắc nó sặc sỡ mà bỏ vô trong hồ nuôi bài bản luôn. Nói chung mấy cô mấy chú mình cũng thích ra bãi biển mà có chài cá lưới cá như thế này đó, mình nhặt theo từng con cá lên mình cảm giác nó cũng thoải mái lắm. Cá nhỏ nhỏ à. Ừ.
Tiếp không? Còn tiếp không anh? Không mà nghỉ ha. Sáng giờ được mấy giác hả? Mới vừa nhậu ra. À. Nó cũng tùy, nó cũng ở tùy theo chỗ nữa. Em mới từ bên Hòa Thắng hôm qua, chờ người ta đánh quá trời luôn. Cái gì? Cá đuối. À đúng rồi. À, sáng vậy hả? À. Mùa này mùa nó hay không? Dạ. Có chú cũng đang nhặt cá ha, nhặt cá đưa xuống biển lại cơ chứ, một cái hành động yêu thiên nhiên, yêu sinh vật, rất đẹp ha, trên bãi biển. Giờ này chắc 9 giờ ha, cá ở bãi biển thì. Dạ em ở ngoài Bắc Bình đây nè. Dạ em vòng vòng dạo biển à. Quay phim chụp ảnh gì đó mà. Đó luôn. Đầu đó thì thấy khách du lịch, người ta đang rảo bước trên đó ha. Nói chung khu vực này á, khách du lịch nước ngoài đến đây là chủ yếu ha cô chú. Đối với bà con mình thì chủ yếu đến vào ngày thứ bảy chủ nhật, còn ở đây là khách nước ngoài là những ngày trong tuần đều có hết ha. Phải nói là đi dọc trên cái bãi biển này cảm giác rất là thoải mái thư thái, đi tìm kiếm những cái sinh vật biển cũng như là các vỏ sò vỏ ốc cũng vui lắm, để có cano hoạt động nữa. Ai dạo biển thì dạo biển, còn ai nghỉ dưỡng ở phía trên thì nghỉ dưỡng ha. Có ghế rồi có giường người ta để phía trên rất là đẹp luôn. Hàng dừa cao vút. Rất đẹp luôn á, thôi chút. Ừ. Bên đây cũng có mấy chị mình chuẩn bị đi xuống ha. Gặp cái bãi biển này nè, các cái resort người ta nằm phía trên nhiều lắm. Đâu đó thì các anh các chú mình cũng đang kéo lưới, mùa này nước cạn cho nên là cá xung quanh bãi biển gần gần bờ biển nhiều lắm. Có mình cũng tiếp tục ẩm thả lưới ha. Thì bên kia cũng có một vài cô chú người nước ngoài, người ta đang rảo bước trên biển. Rất đẹp khung cảnh mặt trời lên cao của chú à. Thì sao ông anh chú này đánh có một mình nữa ta? Cái khu vực này có cá. Nói chung mình làm nghề biển á, sống quen xung quanh đây mình biết rõ đâu là có cá, đâu không có cá. Có một mình thôi. Nhưng mà ra bên kia nước nó lại cạn ha cô chú ha. Nó đứng đâu tới đầu gối à. Lúc nãy là có mấy chú, mấy cô ban đầu nhìn thì không thấy đâu hết, nhưng mà lát cái tự nhiên thấy xuất hiện bốn người. Hai anh chị này đang nhặt cái vỏ sò vỏ ốc từ nãy giờ ha. Giờ tụi nhỏ đi xuôi lại cái ánh sáng mặt trời á, để qua cái khu vực bên đây đẹp lắm. Nước chỗ này tụi nhỏ thấy nó không có trong, nhưng mà ra xa bên kia là trong xanh đẹp lắm ha cô chú.
tại vì gần ở bờ á, nó bùng sình á, sóng nó đánh lên cái là bắt đầu nó trôi nổi lơ lửng ở trên ha. Thực sự nó đẹp lắm, nước trong lắm. Đó, quá tuyệt vời luôn. Khu resort cũng có nhiều của chú anh chị mình đang nghỉ dưỡng. Ui dồi, đi đi cái dép nó bắn, nó đưa nước văng tung tóe lên phía trên luôn. Ở thì đây là những cái hình ảnh mà tụi nhỏ ghi lại ở cái khu vực resort Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Đây phải nói là cái thủ phủ resort luôn đó cô chú, nhiều lắm, cao cấp không nha. Ra đây mà nghỉ dưỡng là tuyệt vời. Phía trên thì có những cái hàng dừa, quán xá người ta phục vụ phía trên đó, giải khát. Rồi muốn tắm biển thì xuống biển ha, buổi sáng hay là buổi chiều đều rất là tuyệt vời, kể cả buổi trưa luôn, buổi trưa tắm biển cũng rất là mát cô chú à. Thì tụi nhỏ xin phép dừng lại tại đây, cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi, bye bye và hẹn gặp lại nha.